nữ IT Gen Z, thông minh xinh đẹp, vượt mọi định kiến để theo đuổi đam mê, đã vượt qua casting cơ hội cho ai như thế nào? Hajimemashite, watashi wa Hami to moushimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Em lần đầu tiên MTMF gửi lời chào đến hội đồng thẩm định. Em tên là Hami. Năm nay em 23 tuổi, em sống và làm việc tại Hà Nội và hiện tại em đang làm lập trình viên website full stack cho một công ty phần mềm của Nhật Bản ạ. Và bản thân em thì em cũng rất là tự tin khi em là một nữ lập trình viên mà mọi người gọi là đa năng. Năng ở đây là khả năng, năng suất và cũng như là năng lượng. Và ngày hôm nay thì em bắt máy bay từ Hà Nội vào đây mà em không có chọn casting ở Hà Nội vì thực sự em là một người muốn tận dụng cơ hội một cách nhanh nhất có thể. Nói chị nghe thử cái mong muốn của em á, cái bức tranh về em trong 5 năm nữa dạ. Thì Trịnh Thị Hà My sẽ là người như thế nào? Dạ vâng, từ 5 năm trước em đã tự vẽ ra cho mình một cái bức tranh. Khi mà em, đối với em ý, một khi em đã quyết định thì em muốn là theo nó đến cùng. Em đã vấp phải rất là nhiều sự hoài nghi, kể cả những người thân của em hay kể cả những người bạn của em hay những người đi trước họ đánh giá là em hợp với cái đối ngoại hơn, em hợp với truyền thông hơn, em hợp với cái nọ cái kia hơn. Em muốn trả lời cho họ thấy là em mới là người thực sự hiểu em đang muốn cái gì. Khi mà em tìm hiểu thì em có xác định là mình sẽ có một cái thời gian tầm vài năm để em có thể làm lập trình viên. Sau đấy thì em muốn là em sẽ lên quản lý. Khi mà mình có cái base, mình có cái khả năng về lập trình rồi thì mình sẽ dùng cái đấy để mình có thể làm quản lý, làm PM. Cái mục tiêu mà em hướng đến lâu dài đó là làm PM hoặc là Business E, là người có thể đưa những giải pháp công nghệ cho khách hàng và những người có thể quản lý được trong team nhà và giao tiếp với khách hàng. Đó là cái mục tiêu chính của em và cái bước đường dài của em. Thì anh thấy là em đang có một cái track rất là hay. Thứ nhất là đi phát triển theo hướng lập trình viên là những cái kỹ năng rất là phù hợp với yêu cầu của thời đại mới, công nghệ 4.0 rồi kỹ thuật đang phát triển rất là mạnh. Nhưng mà đồng thời em cũng có những cái tư duy sáng tạo này, rồi những cái creativity nhất định ở cách em nghĩ và cách em tổ chức và thực hiện cuộc sống của em, rồi dám thử nghiệm rất là nhiều thứ khác nhau. Thì anh nghĩ là em đang đi đúng hướng rồi. Anh nghĩ là con đường em đi rất là sáng. Dạ, anh cảm ơn anh. Đối với lĩnh vực lập trình viên đó, là em đam mê không? Hay là nó là một trong những lựa chọn của em thôi? Không ạ. Là em ngay từ lúc đầu lựa chọn thì em nghĩ là em chưa có đam mê, nhưng mà hiện tại bây giờ thì em đơn giản đó là khi mà em giải quyết được một vấn đề và em giải quyết được một bài toán của cái task thôi là em cảm thấy rất là vui. Khi mà em đưa ra được những cái đơn giản nó là những cái đóng góp về design mà được khách hàng ok thì em cũng cảm thấy rất là vui. Và em nghĩ đó là những cái niềm vui đấy, nó chính là đam mê thôi, là những cái niềm vui rất là nhỏ nhặt trong những cái công việc mà mình làm hàng ngày. Ngày hôm nay em đứng ở đây là em đã trải qua một khoảng thời gian học khó, dựa rất là khó, thậm chí lại còn mọi người cũng không có tin tưởng mình. Khi mà em vào làm thì những ngày đầu thì các anh có nói chuyện riêng với em là bảo là bây giờ anh hỏi thật là em có định theo cái này nó gọi là serious không, nó lâu dài không, hay là chỉ là vì em thấy phí 4 năm học đại học với cái ngành này mà em chọn thì nên suy nghĩ. Nhưng mà em đã bảo là em đã khẳng định và em đã apply vào công ty thì anh hãy để thời gian cho em thể hiện những cái hoài nghi với mọi người, thì em cảm thấy nó là động lực. Bây giờ em sẽ có thể phù hợp được với những công ty như thế nào với vai trò em đang muốn tìm một công việc là lập trình viên? Dạ. Em tìm một công ty chuyên làm dịch vụ website, chuyên làm lập trình theo kiểu là outsourcing hay là như thế nào? Bản thân em thì em khá là open với rất là nhiều cái cơ hội tại vì em muốn khám phá bản thân mình nhiều hơn. Đúng là em mới ra trường, thế nên là bản thân em cũng chưa được nhúng vào nhiều gọi là đầu việc, nhiều công việc và em cảm thấy là bản thân, khả năng của bản thân mình cũng chưa được khai thác hết và em muốn một cái môi trường mà em có thể có nhiều, đặt mình vào nhiều cái thử thách hơn. Em rất là thích được trở thành PM, được trở thành một người quản lý dự án. Thực ra My ạ, em là một cái case mà chị đã gặp với nhân viên của chị rất là xuất sắc, thành tích trong cấp 3, thành tích đại học và tư duy, ước mơ, mọi thứ đều rất xuất sắc. Nhưng mà các em đến tầm khoảng cỡ 25, 27 em sẽ có cái rào cản đầu tiên của em nếu như mà em không xác định được đam mê của em là gì. Đó là lý do chị hỏi là em có thực sự đam mê là lập trình viên hay không. Vâng. Nếu mà đó là cái đam mê, có nghĩa em càng làm em càng khao khát, em càng muốn làm nữa thì đó là đam mê. Vâng. Em có thể thức trắng đêm vì nó. Còn nếu như mà nó khác nha, đam mê nó khác với lại cái cảm giác khi mà anh vượt qua một cái challenge gì. Nó hai cái khác nhau. Thì bạn này á, là bạn là người dám thử, dám take rủi ro, thích cái gì là sẽ nhào vào để có thể là đạt được cái chuyện bạn đó. Bạn ấy thích cái cảm giác chiến thắng thôi. Thích, phải chiến thắng, chiến thắng. Không phải là bạn ấy thích cái công việc đấy. Thực ra em sẽ rất ổn tại vì tư chất của em là thông minh và em còn có cái tính gọi là hiếu thắng thì hơi nặng ha. Nhưng mà thích trải nghiệm bản thân và thích hoàn thành những thử thách. Đây là cái đặc tính vốn có của những người trẻ và giỏi. Và em cũng có đủ những cái kỹ năng mềm để em hiểu tình huống. Em giúp cho mọi người là sẽ tạo điều kiện cho em để em làm
làm cái việc đó. Đó là những cái lợi thế của một cô gái trẻ nhiều năng lượng, xinh và thông minh. Tuy nhiên đồng thời nó sẽ là một cái thử thách để cho em từ người thông minh trở thành người giỏi. Hai cái khác nhau nha. Cái người thông minh là những người mà tố chất họ có, nhưng mà giỏi nó đòi hỏi rất là nhiều những yếu tố. Sẽ có một cái bước chuyển giữa thông minh và giỏi. Và một trong những cái bước chuyển đó là em biết em muốn gì. Cho nên chị mới hỏi em có thực sự muốn trở thành một cái lập trình viên giỏi nhất và đi chọn đó là cái career path của em hay không? Em nó không trả lời ấy. Chứ nếu không là em sẽ dễ bị dẫn đến cái tình trạng là cả thèm chóng chán. Vâng, thực ra là em cũng chia sẻ là định hướng của em là em sẽ muốn là mình sẽ có base về công nghệ. Vì thực ra công nghệ thông tin thì mình vẫn phải có những cái base về lập trình viên. Đó, sau đấy thì sẽ làm những cái vị trí em sẽ muốn là học thêm cả BA, học thêm cả test, học thêm cả ngôn ngữ, học thêm cả sale để có thể làm vị trí như là quản lý. Đấy là cái mà em muốn, đó là vị trí quản lý. Ok, bây giờ tư duy sale một tí này. Dạ. Những cái người mà sẽ có khả năng là sẽ tuyển dụng em khi mà em vào được những vòng trong á, vâng, là họ là những người chủ của những doanh nghiệp lớn và có thể là họ cũng sẽ cần một cái chút gì đấy, những cái kỹ năng liên quan đến công nghệ ở trong công ty của họ, nhưng mà với cái vị trí của em và với cái rank của em á, thì dạ, rất là khó để cho họ làm việc trực tiếp với em. Vâng. Thế thì em phải làm sao để em bán cho họ được một cái sự tự tin là họ nên tuyển em vào doanh nghiệp để add value được cho họ, để họ có thể hợp tác với em, tạo ra giá trị nhiều cho công ty. Em sell cái đấy đi, em hiểu cái challenge không? Dạ vâng, em rồi. Hiểu ạ. Dạ vâng. Thực ra thì bản thân em thì em nghĩ là nhiều người sẽ nghĩ lập trình viên sẽ là giỏi code, giỏi gọi là phát triển phần mềm. Nhưng mà bản thân em thì em đánh giá một người lập trình viên giỏi và tốt cho doanh nghiệp là một người không phải là một người giỏi nhất, mà một người biết gắn kết những người giỏi lại với nhau. Em thì bản thân em làm được điều đấy, dù em là một người lập trình viên nhưng em biết gắn kết những người trong team lại, biết lắng nghe những câu chuyện hoặc biết chia sẻ những cái technique hoặc là khiến cho mọi người có thể nói ra. Những người lập trình viên thực sự bọn em khá là ít nói hoặc khá là khô khan, để mà có thể nhiều người có thể là giấu dốt và tự tìm kiểu. Bọn em sẽ có một xu hướng là sẽ có tự nghiên cứu và tự tìm hiểu và sẽ khó gọi là share ra. Nhưng mà em thì em nghĩ là mình để mà mình đi lên được cao hơn, để mà mình có thể đóng góp được nhiều hơn, để doanh nghiệp có thể phát triển được nhiều hơn, thì là khi mình biết kết nối, biết hợp tác với nhau. Và đấy là em nghĩ là một giá trị mà em có thể làm được mặc dù với vị trí lập trình viên. Nhưng mà em luôn muốn là mình đã làm gì thì mình phải làm hết mình và mình có lý do để mình làm việc đấy. Chứ không phải là thích lên truyền hình là mình tham gia, hoặc là thích đứng ở đây nói dăm ba câu, hoặc là nghe là mình tham gia. Ok, anh thích cô gái nhé.